hoàng thượng cùng hoàng hậu an khang trường thọ. Tạ miễn lễ, con hãy bình thân. Dạ, muốn tâu hoàng thượng, theo lệnh của người, con đã chỉnh trang lại khu vườn, giờ đã hoàn công, xin kính mừng hoàng thượng và hoàng hậu cùng thưởng lãm ạ. Ý tưởng hay, hoàng tử thật đáng khen, đội ơn hoàng thượng. Khu vườn tâm tình đi là đây sao? Thần thiếp thấy khác xưa nhiều quá. Bậc đá rác vàng thượng vũ nữ ngả như. Thần thiếp thấy dường như thiếu đi cảnh xưa lối cũ. Dạ, muốn tâu hoàng thượng, hoàng hậu đã trở về đây, xin người hãy quên hết u sầu. Thần đã tận tâm tận lòng chỉnh trang lại khu vườn cho muôn phần rực rỡ. Ta cảm ơn con đã hết lòng vì ta mà phục sự. Dạ, thần xin đổi ơn hoàng thượng. Xin hoàng thượng cho thần được cáo lui. Hoàng, thần thiếp cảm thấy có điều gì? Kìa hậu, hậu đừng nghĩ suy. Hoàng hậu đã hết lòng vì ta mà phục sự. Có trách chăng? Vì hắn chất tóc đạt ra đã quên đi cội nguồn tiên tổ, rời bỏ hoàng cung rồi biệt tích biệt tộc. Dạ, muốn tâu hoàng thượng. Có chuyện gì? Người đi tìm thái tử là sao ạ? Nay đã trở về, xin được vào yết kiến. Sao? Cho vào, cho vào, cho vào. Dạ, thần Sa Lạc xin kính chúc đức vua cùng hoàng hậu an khang trường thọ. Sa Lạc, nhà ngươi hãy đứng lên đi. Rồi, hãy kể ta nghe rõ sự tình. Rồi, hãy nói ngay cho ta được. Thái tử con ta giờ sống ra sao? Dạ, muôn tâu, thái tử Tất Đạt Ta tu thiền đắc đạo, giờ người đã là Đức Phật Như Lai. Sao? Đức Phật Như Lai à? Muôn đi nỗi đường trường, gian đi nắng. Nơi nơi tìm đến, khắp chốn cùng quê, ngày ngày người vẫn đi phổ độ cho chúng sinh. Các sứ giả mà hoàng thượng cho đi tìm đều đã rời hoàng cung và nhập tăng đoàn. Nhóm tu khổ hạnh Kiều Chân Như cũng một lòng đi theo Đức Phật. Hảo nào, ta cứ phái người đi, rồi một đi không trở lại. Dạ, muôn Đức Phật đã hành hương về tổ tông tam tông. Trên đường về, ngài ghé thăm khu vườn thần hữu duyên, lại được gặp phụ hoàng nên ngài vui mừng cho con vào bẩm báo. Sao? Con ta đã về à? Con ta đã về. Vườn lâm tỷ
nơi đây đã in dấu bước chân con ngày chào đời. Mi chủ năm về mà ra nào giờ nàng ở nơi đâu? Thế hoàng thượng. À, hậu ơi, ta mau ra đón con ta. À, ta mau ra đón đức Phật. Người đâu? Truyền cung in đức Phật. Bán cái gì?